Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay lại với anh Kỳ Audio. Đây thì hôm nay anh Kỳ sẽ lên thanh lý cho em là có vài cặp loa dòng bát búc, dòng bát của Audio King anh em nhé. Dòng bát Audio King và Audio Bản Ăn nó thường sử dụng cái dòng bát nó như thế này. Đấy thì về lời anh em có thể ghép thêm vào full 25 hoặc là anh em có thể ghép với bất cứ dòng nào mà chúng ta đang thấy tiếng nó hơi bí, bị lì. Thì con này đánh cũng rất là hay anh em nhé. Thì con Audio King dòng 2 chét nó nghe như này, con này nghe như vậy luôn. Được chưa các bác? Với giá rất là rẻ, còn số lượng thì em thật sự các bác luôn là con này thì nó đúng ra thì nó cũng mấy cặp nhưng mà có một khách là mới lấy 4 cặp rồi nên là bây giờ còn độ tầm 5-6 cặp lên thanh lý luôn cho anh em nó nhanh. Thì nói chung á thì với cái tầm giá rẻ thì em thật sự các bác luôn thì nó thật sự luôn để anh em nghe ngao cũng như là nghe nhạc, thật sự con này kể anh em nghe cũng rất là hay đấy, không đến mức ấy quá. Thì giá sẽ đọc luôn cho các bác là giá có chỉ bỏ ra là 1.500.000 đồng. Đấy, tất cả là nguyên bản anh em nhé, riêng nguyên bản luôn. Bởi vì các bác dân nguyên bản, em cho anh em xem lại thất sau. Bác nào đang xem thì nhớ cho Kỳ đút like nhá. Đấy, và những anh em nào chia sẻ video này thì khi đặt hàng gọi cho em vào hai số điện thoại này á thì các bác mới được nhận đơn anh em nhé. Và là đây là một cái mức giá thật sự các bác luôn là bán bèo lọt là nhèo luôn. Đấy, tại vì đúng ra thì các bác biết rồi. Bây giờ một đôi loa mà cước về nó mất 400 ngàn một đôi rồi. Đấy, các bác chỉ phí với tiền hàng mà em mua là đóng xốp đóng thiết các thứ nữa, thật sự các bác luôn là 1.500.000 đồng là riêng nguyên bản, nó không có một lỗi gì cũng như là không lai bất cứ một cái gì anh em nhé. Đó là một dòng loa đỡ từ đắt em này. Tem thì nói chung là em sẽ ví dụ như con nào thiếu em sẽ lấy tầm khác vào anh em nhé. Đấy, tại vì bán cho anh em khá là rẻ rồi, coi như là bán bằng chân thôi, bằng chân thôi anh em ạ, bằng chân rồi các bác ạ. Đấy, thật sự luôn là không có lợi nhuận, không có cái gì cả. Thì anh em thì đây là cái lô loa mà em thật sự luôn là hôm trước là người ta bắt em mua kèm đấy, có nghĩa là mua kèm cùng với loa đắt tiền đấy. Đấy, nên là thật sự em thích cái loa kia, em bắt buộc phải mua cái dòng này, tại vì dòng này thì bây giờ cũng rất là có những bác nào cần, cũng có nhiều bác là sẽ không cần. Đấy, như con này cũng rất là đa năng, anh em có thể là ghép với những con âm ly tầm 8 sò 12 sò anh em nghe nhạc. Thật sự luôn là với cái loa này mà nó nguyên bản như thế này á thì anh em nghe nó vẫn hay hơn tất cả những dòng loa mà các bác mua loa nhái loa fake làm gì, hơn 2 triệu và hơn 1 triệu bạc anh em mua hàng nhái mua làm gì, đúng không ạ? Đấy thì anh cho anh em xem phía sau thì đây là cái mô đen mà nó sẽ là đây, nó sẽ là 450, đây cái đổi tấm đũa này 450 8 ohm 102, nói chung là cái dòng này độ nhảy rất là cao, 102 decibel các anh em ạ, 120-200W công suất là đầu tiêu chuẩn anh em nhé. Đấy, tại vì cái con này độ nhảy nó là cao, nó dòng côn nhớ mà côn phấn hồng giống như Audio King á. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, thì nói chung là hình thức thì nó như thế này hết anh em nhé. Đấy, nó như tự tựa như thế này hết anh em nhé. Được chưa các bác? Đấy, hình thức từng vách nói chung là đang còn nhìn là tạm ổn, không đến mức mà xấu quá. Được chưa các bác? Thì báo giá luôn cho anh em á, là bác nào nhanh tay gọi thì còn hàng các bác nhá. Giá là 1.500.000 đồng một đôi thôi. Đây, bây giờ sẽ mời anh em cho anh em xem về bên trong một chút. Thì đây em tháo cho anh em xem cái nội thất của loa này luôn. Thì nó là một dòng bát của Audio King thôi, kể cả nước sơn anh em nhìn thấy này. Đấy, nước sơn như này nó cũng tương đồng luôn. Đấy, dòng bát Audio King nó sẽ là từ đơn kẹp trắng nhưng mà từ nó rất là đen anh em nhé. Đấy, cũng dòng dòng côn nhỡ như này anh em. Đấy, và bên trong thì nó sẽ là hai quả chét, hai quả chét nó là hai chét 7 màu anh em. Đây, chét ra đây. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, chét lên này. Và phần tần bên trong đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây là phần tần của nó. Thì nói chung cái dòng này á thì anh em về anh em nghe ghép âm ly rất là hợp, coi như là các bác có thể mua tặng thoải mái mà. Tại vì thực sự luôn là cái chất âm nó cũng khá là ổn anh em nha, khá là ổn luôn. Đấy, khá là ổn so với cái giá mà anh em bỏ ra là 1.500.000 đồng một đôi này, thì cái mức giá này cũng khá là ổn. Đấy, thì những bác nào đang khoái những cặp như thế này thì các bác có thể liên hệ với cả anh Kỳ. Đấy, tại vì lâu lâu thì có những lô này đấy anh em ạ, tại vì bị ép buộc mua với những cái lô mà nó cao cấp hơn. Đấy, nên là em cũng sẽ thanh lý nhanh mấy cái đôi này để cho anh em. Đấy, mấy cái đôi này giá là 1.500.000 đồng để cho các bác. Còn đây còn cái nó sẽ mua cùng với cái loại loa môn block này để cho mọi người. Những cặp này thì là 1.500.000 đồng, đây là giá tại cửa hàng các bác nhá. Giá tại cửa hàng nói chung là 1.500.000 đồng với con này, em cam kết cho anh em luôn là nó sẽ đúng với chất lượng của sản phẩm. Đấy, và chất âm của nó sẽ là vượt qua cái tầm ngưỡng giá từ 2.1. Bây giờ anh em bỏ ra phải 2 triệu với được con Audio King đúng không ạ? Thì bây giờ nói chung là 1.500.000 đồng anh em mua được này, nó không chả khác gì cả. Được chưa các bác? Đấy, nên là những bác nào mà nhớ là này, các bác gọi là phải gọi vào hai số điện thoại này. Đồng thời là trên YouTube nó sẽ là có một cái nút đăng ký, anh em đăng ký và cũng như là các bác có thể đi chia sẻ
thì chúng ta sẽ đặt được đôi này với giá rất là hợp lý anh em nhé. Đấy, và những bác nào mua này thì nó dễ ghép thôi như em bảo thôi, và giá tại cửa hàng 1.500.000 đồng quá là ok rồi anh em, chỉ có 1.500.000 đồng thôi đấy. Còn video này em làm cho anh em á thì cũng khá là ngắn, tại vì thật sự luôn các bác, đây là một cái video mà thanh lý nhanh em cũng nó đôi khi có những lô mình cũng sẵn là muốn lời nhuận cái này kia, nhưng thật sự luôn với lô này em bán thì thợ đóng hàng vặt vào vèo xong hết thì các chủ cũng chả được cái gì đâu, mất công vệ sinh như anh em nữa đấy. Nên là những bác nào thích cái đấy thì các bác nhớ là liên hệ ngay qua 2 số điện thoại này. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều, xin chào và hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.